Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Chúng ta tiếp tục đến với ngày thứ hai trong series cày chay anh em ơi. Cày chay thì ghét nhất cái con cóc này luôn, bởi vì là cứ ấn vào là xem quảng cáo lòi cả mồm ra anh em ạ. Nhưng mà ngày thứ hai cày chay thì chắc chắn là có nhiều anh em không thể làm được điều này giống như mình nha. Hôm nay mình sẽ bật mí cho anh em quả chuyển thế tu lại này, cực kỳ là ảo ma Canada luôn. Nếu như anh em đã dùng một tài khoản chơi game ở một cái server nào đó trước đấy rồi mà bây giờ lại cày lại nha, thì chúng ta hoàn toàn có thể liên kết lại. Ấy, trước đây mình có làm cái nhân vật gấu ngơ đang làm dở dang thì thôi, ý nào lại không làm nữa anh em ạ. Thế tự nhiên bây giờ ngon luôn, sau khi liên kết phát là mình đã có thêm rất là nhiều phần thưởng này. Đấy, lên level 60 là mình sẽ có được tận là 400 tin ngọc và 50-100 cái điểm này để mua trong cái tiệm tu lại nha. 80 thì cũng thêm 200 tin ngọc nữa. Ồ, rất nhiều nha, 400-600. Uầy, đây là vào 210 vẫn còn quà luôn ạ. Ảo thật đấy. Rồi, nhưng mà chưa hết anh em ạ. Trong cái phần... đâu rồi? Đây. Đây nha anh em. Uầy, Watch Select chưa? Được luôn một cái khung avatar 680 tin ngọc. Quá là ngon, dành cho anh em cày chay luôn đi. 40 đào này. Đấy, thế là bây giờ mình sẽ vào đây để mình lựa chọn luôn anh em nhá. Avatar, khung avatar. Đâu rồi? Không phải, trong phần túi của mình chưa dùng anh em ạ. Một là lựa chọn khung, hai là lựa chọn 680 tin ngọc, để xem là cái khung này nó có cái hiệu lực gì không anh em ạ. Nếu như mà nó có hiệu lực kiểu như là cộng tăng lực chiến thì mình chọn, như không thì thôi. Khung avatar, oh my god, không có cái gì luôn anh em ơi. Khung thì không có bút thuộc tính gì anh em nhá. Thế thôi, anh em cày chay thì lựa chọn 680 tin ngọc cho nó lành. Đấy, 5351 tin ngọc rồi. Và với 100 cái điểm gì đây, luân hồi huyền ngọc, để mình xem trong cái tiệm tu lại có cái gì mua được không anh em nhá. Tiệm tu lại, có đào anh em ạ. Úi là trời, trong này có đào luôn thì mua luôn, như còn cái gì nữa. 100 đào là ngon nhất rồi. Thôi thì ngày thứ hai cũng phải điểm danh một tí, có thêm một tí linh thú anh em ạ. Và thêm cái quà thất huyền này, server này khá là ngon khi mà có cái sự kiện này nha, 25 tịnh bình thủy. Đấy, uầy, thế là mình sắp lên cây thì chín rồi anh em ạ. Trước khi đến với cái sự kiện huyễn cảnh linh thú thì mình sẽ mở cái túi ra để mở thêm em pet này anh em nhá. Ngẫu nhiên thôi. Có em lộc thục này, hồi HP 75% công của nhân vật chính và tăng 20% phản công à. Đấy, hơi cùi nhờ. Đâu để mình reset tiếp tục xem ngày hôm nay có thể là ra được ứng long hay không anh em nhá. Rồi, lần xem quảng cáo đầu tiên chả có em gì cả. Mình sẽ lựa chọn em này. Đấy, mình rất thích em chú tước nha anh em ơi. Rồi, lần xem quảng cáo thứ hai thì cũng chỉ ra được em ông già thôi. Và lần xem quảng cáo thứ ba, trời ơi, nó vẫn không ra được em ứng long anh em ạ. Tiếp tục nào. Trời ơi, tinh tinh này. Lần thứ hai. Holy. Hôm nay mình sẽ phá lệ reset thêm 5 lần nhá. 1 2 3. Ui, vô chi kỳ này anh em ơi. Thôi cũng đời anh em ạ, con khỉ này bắt tạm một con đi. Đấy, có 3 dòng chỉ số công né, kháng né này. Với cả là ở giai đoạn đầu thì kiểu gì cũng chơi liên bạo thôi, không thể nào mà chơi né với cả phản công ngay được. Thế thành ra lấy một em vô chi kỳ thôi là cũng ok. Reset thêm lần nữa xem nào. 2 lần nữa đi. 3 lần. Trời ơi, xuống còn 700 nhá. 4. Ui dồi. Trời ơi, kiểu vĩ hồ này. Thôi, reset thêm lần cuối anh em nhá. Vẫn không ra ứng long thì thôi vậy. Bởi vì là tại sao hôm nay mình reset nhiều như thế? Do là ngày thứ hai thì có cái sự kiện là huyễn cảnh linh thú. Thì sự kiện này có thể là chơi được một tí nha. Tất nhiên là không thể nào mà đua được với bố mà nạp tiền rồi. Nhưng mà không sao cả. Có bao nhiêu thì chúng ta chơi kiểu bấy nhiêu anh em nhá. Rồi, hôm nay thay em khỉ này đi. Cài lại phát, mất 100 tiên ngọc nhưng không hề ấn gì. Và bây giờ là sẽ cho em này ra trận nha anh em. Đó, TPK nó sẽ ổn áp hơn. Nâng cấp lên tí. Ôi ôi, chưa đủ level 20 anh em ạ. Ok, có thêm một em vô chi kỳ rồi. Bắt đầu tiếp tục đi làm những cái nhiệm vụ, ví dụ như là vượt mạo hiểm này anh em này. Mình sẽ vượt cái ải này xem vượt được chưa nhá. Ngon ngay. Ồ, được của nó này anh em này. Ok, tầm này hy vọng là sẽ đủ sát thương anh em ạ. Mặc dù là tăng 30% liên kích rồi nhưng mà chả thấy liên kích đâu cả. Cú vãi cả trưởng luôn anh em ơi. Ít ra thì cái chỉ số của nó ngon hơn, tấn công của nó đạm to hơn, thế thành ra là cũng được đánh
vượt ải nó dễ dàng hơn tí anh em nhá. Ôi dồi ôi, mỗi tội là anh em có thể nhìn thấy nhá. Mặc dù là tăng 30% liên kích nhưng giai đoạn đầu cái kiểu gì á, cú vãi. Thêm banner đi, ải 15 để xem có liên kích tí nào hay không nha. Có tí liên kích rồi đấy. Rồi, liên kích không? Đấy, ok la ngay. Phát thứ 3 này đánh, mình mới thấy là nổ thêm liên kích. Ngon lành cành đào của em vô chi kỳ nha. Ai chà chà, vừa đã cũng nhanh đấy. Ố lên, sắp đến ải 4.18 rồi. Thì mình có thể là độ kiếp hắn nữa. Hợp con nhà bà Lý luôn. Ui à, được nha. Đấy, nhìn chung là em pet cam ở giai đoạn đầu, nếu như mà chưa sở hữu được ngay em ứng long á, thì bước sang ngày thứ 2 mà anh em reset ra em vô chi kỳ hoặc là em cáo cũng được, lấy một trong hai em đấy là ok, đi vận hải cũng dễ dàng hơn đấy. Nhưng mà anh em nên nhớ là chúng ta chỉ lấy một em duy nhất thôi nhá. Rồi, ngày thứ 2 thì cuối cùng mình cũng đã lên được cấp tiên thụ thứ 9 rồi anh em nhá. May quá, giảm thời gian thêm tí nào, bây giờ lại phải xem quảng cáo thôi. Những cái đoạn quảng cáo thì mình sẽ cắt qua đấy, chứ không phải là mình ấn phát là nó bỏ qua quảng cáo luôn đâu anh em nhá. Ok, thế là mình giảm được 30 phút rồi, cộng thêm 37 cái tình bình thủy nữa là giảm được tiếng. Một ngày 11 giờ nữa là có thể lên được tiên thụ cấp 10 anh em ạ. Là có thể là x2 thể lực chặt cây cho nó nhanh hơn nha. Thì hiện tại là mình sẽ chơi ở đây là liên kích. Đó, ra là đầu thì cứ yêu lực tăng lên hoặc là liên kích thì mình sẽ chọn nha anh em. Với cả là bây giờ mình cũng sẽ đi chơi cái huyễn cảnh linh thú nha. Nhiệm vụ này nhận luôn. Khám phá xem nào. Tiếp tục là nhận 8 hiểm đây. Giờ là em nào tăng lên nhỉ? Ủa toàn mấy em không tăng vậy. Mở khóa đây xem có tăng không. À có em này tăng lên này. Xác nhận cho nó vào luôn. Tiếp tục mở khóa dưới này. Có ngay em vô chi kỳ được của nó. Mở khóa dưới này. Có ngay em này. Thế thì hai em khỉ kia là vượn núi này. Đấy mình biết ngay mà. Hiện tại thì mình chỉ có 4 em thôi, cho nên là chơi 4 ô này thôi anh em. Còn lại đâu thừa điểm thì liên kích à. Liên kích mà những cái tấn công bên này giảm xuống thì thôi mình tách nha. Đây, thừa cái điểm đấy thì mình sẽ vào cho máy nhanh luôn nhá. Xác nhận luôn. Tiếp tục. Ô vẫn còn. Tiếp tục luôn. Rồi. Đấy, sẽ có điểm thôi. Bảng xếp hạng của mình chắc đâu đó chỉ tầm hơn 100, chứ còn không hy vọng gì nhiều sự kiện lần này. Cái chai thì chỉ chơi như vậy thôi anh em nhá. Qua được cái gì thì được thôi. Nhiệm vụ của mình đây. Đó, để thêm 9 cái nữa này. Cứ chờ x10 thì mình sẽ x10 nha anh em ơi. Bỏ qua hoạt ảnh luôn này. Qua x10 hy vọng rằng là ra cái đá ngũ sắc hoặc là tiên ngọc cũng được. Còn ở cái dương này thì ui giời lại tuyệt vời quá. X10 đâu. 2000 tiên ngọc luôn ạ. Ảo thật đấy. Ngon nhỉ. Phê anh em. Được của nó. Thôi, thế lại chờ 8 cái nữa thì mình sẽ vào đây quay x10 nhá. Tỷ lệ quay x10 nó sẽ ngon lành cái đào hơn. Treo máy nhanh 10 lần này, treo máy nhanh 20 lần này. Chủ động mở khóa 3 vị trí. Quá, rõ là mình mở rồi ta. 3 vị trí, 6 vị trí. Rồi, xem còn cái gì nữa không nào. Tích lũy nhận điểm này. Rồi, thế thôi. Chủ yếu là như vậy, nhiệm vụ xoay nổi nữa thôi. Cố lên, được bao nhiêu thì được. Ai, chà chà, hôm nay được 2000 tiên ngọc là cũng ngon đấy. Lên 7700 tiên ngọc rồi anh em ơi. Rồi, tịnh bình thủy đúng không? Giảm thêm đây được 30 phút này. Đấy, thế bây giờ mình sẽ đi khiêu chiến yêu phương, lấy thêm đào thôi. Không biết là ải này có thể là chiến thắng được hay chưa đây. Nghe vẻ là có thể thắng được rồi anh em ạ. Nhìn cái chỉ số sát thương gây ra là mình đoán là thể thắng được nha. Đủ điểm. Ui, nó né thì hơi khoai. Ôi giời ơi, nó lại né mới đau chứ anh em. Hình như là nó đeo cái liên kích thì phải, hoặc là phản công. Cái đấy như là liên kích ấy. Đấy, vừa được 2000 tiên ngọc và đầu tư thêm cái liên kích nữa vào đây để đi vượt ải này cho nó ngon lành nha anh em ơi. Khiêu chiến yêu vương này. Mục mày luôn. À. Rồi. À, né à. Cái khả năng cao lại phải đeo khẳng né rồi. À, vẫn thắng được anh em ạ. Tuyệt vời quá. Thế nguyên anh hậu kỳ này thì khả năng cao chưa đánh được, bởi vì ải bên trên thì mình còn chật vật cơ. 1, 2 và 3. Không vấn đề gì. Có thêm 338 đào kết hợp với cả đào trong phúc địa này nữa thì ngon này anh em này. Đâu để mình xem có đào 3, đào 4 thì không thì mình sẽ đào nha. Đây, bắt đầu từ đào 3 trở lên là đào được rồi. Giờ là chặt cây thôi anh em ơi.
xem là có trang bị gì xịn sò có bò hay không anh em nhá. À đúng rồi anh em ơi, lúc nãy thì mình đi nốt cái phần dị thú xâm lược, được thêm một chút cái ngựa linh thạch thì mình đã vào trong phần linh thú, reset đâu đó tầm 5 lần. Đấy, thì ra là anh Long nhá. Thì với anh Long này thì mình sẽ sở hữu luôn thôi. Đấy, có công công và choáng à. Mất tội không có cường hóa linh thú nhưng mà công là cũng tạm tạm ổn nha. Ok đấy, bây giờ mình sẽ reset thêm 2 lần nữa để xem là có ra thêm anh Long nữa hay không nha. 1 2 À thôi reset cho tròn còn 400 nha. Ôi giời toàn nghề. Ơ à. Nhân phẩm như thế này thì nó lại best luôn rồi. Suy yếu sát thương bạo phản công à. Thế này thì chắc chắn là mình sẽ dùng anh Long đầu tiên để nuốt anh Long thứ hai. Anh Long thứ hai không có một cái gì gọi là ngon lành cảnh nào cả. Nếu như mà ra được cường hóa linh thú nữa là perfect cho ngày hôm nay luôn này anh em này. Lấy luôn. Ui, suy yếu linh thú à cũng được. Tạm. Không cường hóa được thì suy yếu bọn nó đi là cũng ổn nha. Giờ thì mình sẽ cài lại anh Vô Chi Kỳ này nha. Rồi, ra trận em ơi. Lên luôn. Ôi thôi mình quên mất đấy. Đáng lẽ ra mình để 2 ứng long để mà đi chơi cái phần khuyến cảnh linh thú thì nó sẽ hợp lý hơn. Mình sẽ có 2 pet cam để được 2 ô. Tay nhanh hơn não rồi. Đây. Thám hiểm đây. À, anh Long rồi. Đáng lẽ ra mình có 2 anh Long đúng không? Thì mình sẽ vứt vào đây một anh rồi mình mở thêm ô nữa, cho thêm một anh Long nữa vào đây thì nó sẽ hợp lý. Xong hết là 2 ngày đầu tiên á. Sang ngày thứ 3, 4 nó hết sự kiện rồi á, thì mình sẽ nâng cấp sao sau cũng được. Nhưng thôi, mạnh thì đi PK nó cũng sướng hơn, chả sao. Nhiệm vụ sôi nổi. Đấy là có điểm ngay. Cơ duyên 4 rồi. Thám hiểm. Tiếp tục là treo máy nhanh nha. 1 2 Ôi, được 2 lần à. Đấy, cơ duyên của mình là 6 rồi. Tích lũy thêm 4 cái nữa thôi là mình có thể là X10 thêm được phát nữa anh em nhá. Uầy, hào hức quá. Với anh Long này đi PK thử trận xem nào. Rồi, luôn 132. À, chơi choáng à, có hoàng đế à. Ghê đấy. Ôi giời, còn chưa kịp dùng đến sức mạnh của anh Long cơ anh em ơi. 149 vạn. Ủa. Ôi, nhạy bén của mình cao hơn nha. Nhưng mà ông này chứ né vãi thật. May quá bạo kích được quả. Ô. Nhạy bén mình cao hơn thì mình có thể ăn được nha. Chết chưa. Ui. Có thêm anh Long cái DPK sướng hẳn nhỉ. 153 vạn này. Chơi luôn. Ui thôi xong rồi. Ông này đã nhạy bén cao hơn rồi lại còn có cả choáng hoàng đế nữa thì thôi mình thua. Trận này là xin thua nha anh em. Ui, cú thế nhỉ. Thôi được, không sao cả anh em ạ. Và bây giờ thì anh Long sẽ đi vượt ải. Xem là anh Long có thể vượt cái ải này chưa. Lúc nãy là chưa vượt được với cả Vô Chi Kỳ. Bây giờ có anh Long rồi nó sẽ khác. Múc đi. Trời ơi, đau thế. Ui, cố, hay quá. Có anh Long thì khác bọt ngay. 4 chấm bao nhiêu? À, 5.4 mới qua được hả? Ái chà chà, 4.20. Qua được rồi đấy anh em ạ. Mình thấy liếc ở đây cái chấm đỏ hộp quà nó đang hiện lên đấy. Thì tức là mình đã vượt qua được cái ải này rồi. Ok. Trời ơi, quá xịn luôn anh Long ơi. Ngon ngay. Đấy, anh em thấy không? Cái chấm đỏ này này. Nhận thưởng. Tiếp tục. Úi giời. Dễ. Ơi, né à? Né với chúng tôi này. Né với chúng tôi này. Úi giời. Đau chưa? Cay nhỉ? Nhìn chung là né với là một cái môn phái gì đấy mà cực kỳ là cu cái, cay cú. Cua. Biết thế nào kháng choáng. Úi à, đau ấy. Phủ con này khá trâu. Tiên lượng là không đủ sát thương anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Giờ phải đeo thử cái kháng choáng để xem là có đủ được cái sức chống chịu hay không nha. Hy vọng rằng là sẽ chống chịu được thêm một chút thì sẽ đủ sát thương. Đeo kháng choáng rồi vẫn bị choáng như thường. Ui à, đau thế. Lại choáng ạ. Vẫn chưa qua đời anh em ạ. Cái này thì cần phải chặt cây thêm một chút nữa thì mình có thể là đủ sát thương. Hiện tại là chưa đủ sát thương anh em nhá. Rồi, chặt cây đi. Cục địa tích cực vậy. Thăm dò xem nào. À, đào ba này. Xin luôn chứ còn gì.
dưới này xem nào, tiếp tục là con nào ba, ui đào năm này, uầy mình cướp luôn, có người khác đang cướp rồi, không đủ để cướp anh em ạ. Dưới này còn đào, còn đào, u là trời, hết sạch xanh xanh rồi. Ui tiên ngọc level 5 này, rồi bình 4 này, đào 3 này. Thôi mình sẽ lấy cái này anh em nhé, ngọc lưu ly này. Cố gắng lên 3 con chuột sớm nhất có thể để có thể là đi đào anh em ơi, phản công rồi, hay luôn. Đây hiện tại là 141 rồi, thiếu 150 mấy điểm nữa thôi là mình có thể 59. Có thêm một em chuột nữa đi đào là sướng hơn. À ngày thứ hai thì nó cũng ra mở ra cái tụ bảo châu này anh em này, châu tụ bảo. Thì mình sẽ có thể nhận được 1000 tiên ngọc sau khi mà làm thêm nhiệm vụ. Ok, nâng con số tiên ngọc của mình lên là 7967 anh em ạ. Và thế là đào lại sau hết rồi anh em ạ. Ngày thứ hai của mình cũng kết thúc khi mà đào kết thúc anh em ơi. Giờ chỉ còn cách là tìm kiếm đào ở trong cái phần phúc địa thôi. Thể lực chuột thì còn rất là dồi dào, nhưng mà để ngồi mà mân mê tìm đào nó cũng làm cái gì đấy cực kỳ vất vả. Thế anh em cày chay chịu khó tìm đào trong này tí nhá. Ok, rồi. Và bước sang ngày thứ hai thì mình đã kiếm được ứng long nâng cấp lên 1 sao rồi. Tuy nhiên yêu lực của nó thì hơi thấp, và do là ứng long thì chắc chắn là sẽ khó nâng hơn là em ong già nếu như chơi theo kiểu truyền thống. Nhưng anh em đừng lo, bởi vì về sau thì chúng ta sẽ có thể là all in vào em ứng long luôn, không bị lãng phí một khoảng thời gian chúng ta build vào ong già nó mất đi cái tài nguyên đấy nha anh em. Và cuối ngày thì hôm nay vẫn có sự kiện cứu viện Tây Thiên, vào mình vượt nốt năm mải tiếp theo nhá, lấy thêm một chút tài nguyên. Thế thì vừa một lúc là được thêm một số phần thưởng. À lại có thêm đào đấy anh em ơi, tuyệt vời quá, có nhiều đào đấy chứ. 30 nhân 5 làm cho 1200 đào đấy, đùa đâu. Thế thì lại chặt cây tiếp thôi. Ui giời, hồi sinh thêm một tí, có thêm tí trang bị là ngon luôn. 20 tịnh bình thủy đúng không? Giảm là tận 1 tiếng 40 phút, còn một ngày 3 giờ nữa thôi là mình sẽ lên được cấp 10 thiên thụ rồi anh em. À đúng rồi, vẫn chưa hết ngày đâu anh em ạ, bởi vì là còn cái khai ngộ huyết mạch thiên tiên này nữa. Giờ là phải khai ngộ thôi anh em nhá. Mình thì có cái khả năng là auto, nhưng nếu như anh em không có auto thì chịu khó ấn tay một tí vậy. Còn nếu như anh em nào mà muốn biết cách auto á thì nhớ xem lại cái video mình đã hướng dẫn rồi nhá.